Kính chào quý vị, chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình Địa phương trên đường phát triển. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh thực hiện. Điểm đến của chương trình hôm nay là thị xã Phú Mỹ. Thưa quý vị, thị xã Phú Mỹ tập trung nhiều nhất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cảng biển ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nên trong tiến trình xây dựng phát triển, thị xã Phú Mỹ xác định kinh tế công nghiệp là một trong những động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Và thực tế cho thấy giá trị sản xuất công nghiệp tại thị xã Phú Mỹ năm sau luôn cao hơn năm trước. Không chỉ đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng của địa phương, sản xuất công nghiệp ở Phú Mỹ còn giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của cả tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đến cuối năm 2019, thị xã Phú Mỹ có 9 khu công nghiệp và 5 cụm công nghiệp, trong đó 3 khu công nghiệp đã lấp đầy 100%, 4 khu công nghiệp và 4 cụm công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy trên 60%. Gần 300 dự án trong và ngoài nước đang triển khai trong các khu công nghiệp và cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng và hơn 15 tỷ đô la Mỹ. Hầu hết các dự án đều có quy mô lớn, công nghệ hiện đại. Thành quả kinh tế xã hội hàng năm tại thị xã Phú Mỹ cho thấy hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn luôn phát triển ổn định, công nghiệp chế biến chế tạo đạt kết quả khả quan nhờ vào sự tăng thêm của các dự án công nghiệp mới đi vào hoạt động theo định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc của tỉnh là thu hút những dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ. Năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thị xã Phú Mỹ đạt hơn 15.690 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2018. Hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm của tổng ty cũng như của nhà máy lấy lại được tiến độ cũng như đảm bảo được cái doanh số và đặc biệt là lợi nhuận. Để đạt được cái mục tiêu này thì công ty mở rộng thị trường nội địa cũng như xuất khẩu, và cái để đạt được cái mục tiêu đấy nữa thì là công ty phải chú trọng vào cái chất lượng của sản phẩm. Để sản xuất công nghiệp phát triển bền vững, lãnh đạo thị xã Phú Mỹ đặc biệt quan tâm đến công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong triển khai dự án, không ngừng cải cách hành chính, nhất là với quy trình cấp phép đầu tư, cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Riêng chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư, hỗ trợ chi phí thực hiện thủ tục đầu tư và bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai dự án đầu tư được chính quyền thị xã thực hiện quyết liệt, cẩn trọng và xuyên suốt. Về thị xã Phú Mỹ thì cũng hỗ trợ cho các nhà đầu tư cũng khá nhiều về cái lao động, rồi về cái nhà ở, rồi về các cái tiết chế văn hóa cho công nhân. Thì đấy là một cái việc mà chúng tôi cũng đáng ghi nhận là một cái sự tích cực của thị xã Phú Mỹ trong cái việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp khu công nghiệp. Công ty đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ phía tỉnh và thị xã Phú Mỹ. Khi có công việc liên quan đến các ban ngành của thị xã Phú Mỹ như tuyển dụng lao động, đảm bảo an ninh trật tự, các thủ tục về nhân sự hay đầu tư, thì chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền. Phát huy thành quả đạt được ở những năm trước và năm 2019, bước sang năm 2020, năm tăng tốc về đích cuối nhiệm kỳ 2015-2020, thị xã Phú Mỹ đặt ra mục tiêu đạt giá trị sản xuất công nghiệp 15.973 tỷ đồng, tăng 10,8% so với năm 2019. Thị xã Phú Mỹ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, trong đó chú trọng thúc đẩy công tác thỏa thuận vị trí đầu tư, thủ tục đăng ký kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư và doanh nghiệp vào Phú Mỹ, chọn Phú Mỹ triển khai dự án. Tiếp tục kêu gọi hỗ trợ các nhà đầu tư thứ cấp vào các cụm công nghiệp Bumin, Hắc Dịch 1, Tóc Tiên. Thị xã Phú Mỹ cũng khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp hỗ trợ làm dịch vụ cung ứng phụ kiện, nguyên vật liệu cho các nhà máy trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Để khai thác hiệu quả các cái lợi thế so sánh của Phú Mỹ, thì trong thời gian tới thì Đảng bộ của thị xã sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện rà soát các cái quy hoạch, như là các quy hoạch chung phát triển đô thị của Phú Mỹ, các quy hoạch sử dụng đất để tạo một cái điều kiện sẵn sàng để tiếp nhận các cái nhà đầu tư. Thì trong đó thì thị xã cũng định hướng là sẽ ưu tiên bố trí các không gian để cho phát triển các cái dịch vụ hậu cần cảng, dịch vụ hỗ trợ cho các cái khu công nghiệp và các cái dịch vụ về kinh tế và xã hội để phục vụ cho cái việc phát triển đô thị Phú Mỹ. Thì thực hiện việc quản lý đầu tư và xây dựng theo đúng quy hoạch đã đề ra, tập trung huy động các cái nguồn lực để đầu tư từng bước hoàn thiện các cái hệ thống hạ tầng về kinh tế xã hội trên địa bàn của thị xã Phú Mỹ. Thưa quý vị, để đạt được mục tiêu trong tăng trưởng kinh tế công nghiệp, chủ đầu tư các khu công nghiệp trên địa bàn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Xin giới thiệu đến quý vị, đây là bà Nguyễn Thảo Nhi, tổng giám đốc công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ, chủ đầu tư của khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, khu công nghiệp kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và cũng là khu công nghiệp thu hút hiệu quả nhà đầu tư thứ cấp. Bà Thảo Nhi sẽ thông tin đến quý vị về tình hình đầu tư của khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 do công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ làm chủ đầu tư. Bắt đầu từ cuối năm 11 đến 12 thì tỉnh bắt đầu có rất là nhiều cái đoàn đi xúc tiến đầu tư để các nước, ví dụ có cái nền công nghiệp phát triển như là Nhật Bản, để mà thu hút được những cái ngành mà nó có cái giá trị gia tăng. Hiện nay để thu hút được Nhật thì có thể nói là Phú Mỹ 3 đang làm được những cái điều mà tỉnh đang kỳ vọng, đó là một cái khu công nghiệp đồng bộ hiện đại về môi trường nè. Ví dụ như nhà máy thì trước khi chúng tôi thu hút đầu tư thì chúng tôi đã hoàn tất cái nhà máy xử lý môi trường nè, rồi cung cấp điện tới hàng rào cho các nhà máy và khí ga. Nhưng mà nói về cái hạ tầng phần cứng đó thôi, nhưng cũng chưa có đủ để mà thu hút đầu tư các cái doanh nghiệp mà nó có cái giá trị gia tăng cao hoặc cái công nghệ hiện đại đâu. Để thu hút được như vậy thì chúng ta phải tập trung vào cái con người nữa, cũng như là cái phần mềm về cái dịch vụ. Thì chúng tôi có được cái đội ngũ quản lý cũng có kinh nghiệm và biết được ngoại ngữ để mà chúng tôi có thể cung cấp được các cái dịch vụ tối thiểu nhất cho khách hàng, để người ta hiểu về cái môi trường đầu tư của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng, cũng như là Việt Nam nói chung. Và bên cạnh đó, để mà phát triển được một cái đô thị Phú Mỹ bền vững thì chúng ta phải tư duy và phải ý thức được, có nghĩa là nó phải xuyên suốt từ quá trình triển khai dự án nè, từ quá trình xây dựng nhà máy nè, từ cái quá trình mà đưa nhà máy vào sản xuất nè, và sau đó là cái quá trình mà ổn định đi vào vận hành nhà máy. Phải có trách nhiệm về cái hậu mãi, về cái xã hội sau khi chúng ta đã đầu tư, thì chúng ta mới cùng với tỉnh, với chính quyền địa phương để mà nó phát triển bền vững và nó tạo được những cái sức lan tỏa, nó giúp cho cái GDP cũng như cái thu nhập đầu người của địa phương nó gia tăng. Cùng với sự nỗ lực của chính quyền thị xã Phú Mỹ, của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp và đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng đang rất nỗ lực để đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường nhằm nâng cao sản lượng, doanh thu cho doanh nghiệp. Và doanh nghiệp phát triển bền vững cũng là góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, thưa quý vị. Doanh nghiệp của tôi hoạt động trong lĩnh vực ngành neo. Ngành neo thì chuyên phụ cho ngành neo ở nước ngoài thì nó có nhiều sản phẩm, từ bàn ghế làm neo, từ bàn sấy móng, rồi đũa, kềm, rồi dép, nylon. Nhưng hiện tại doanh nghiệp đang đầu tư mạnh về sản xuất dép để phục vụ cho ngành neo. Doanh nghiệp đã đầu tư một máy cán caro, 5 máy dập và khoảng gần 20 cái máy may công nghiệp để sản xuất dép. Hiện tại bên doanh nghiệp cũng về vốn thì bên doanh nghiệp cũng trong bối cảnh như thế này thì mở rộng thị trường thì về vấn đề vốn thì doanh nghiệp rất là yếu về vốn. Về vấn đề cũng đang làm thủ tục xin địa phương xem là có cái phương hướng nào để giúp doanh nghiệp để tạo điều kiện doanh nghiệp để mở rộng để sản xuất thêm. Thưa quý vị, ghi nhận vừa rồi cho thấy để ngành công nghiệp về đích đúng với mục tiêu đặt ra của năm 2020 là đạt giá trị sản xuất công nghiệp 15.973 tỷ đồng, tăng 10,8% so với năm 2019. Không chỉ có sự nỗ lực của chính quyền, ngành chức năng địa phương mà còn có sự đồng hành chung sức của các nhà đầu tư doanh nghiệp. Do muốn tạo ra mối gắn kết bền vững giữa nhà nước, doanh nghiệp, rõ ràng Phú Mỹ đã chủ động đi trước nhiều bước như cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư và doanh nghiệp vào Phú Mỹ, chọn Phú Mỹ triển khai dự án. Đến đây, chương trình Địa phương trên đường phát triển do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện xin tạm dừng. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chiều ngày mai lúc 17:50 với điểm ghi nhận tiếp theo là tại Châu Đức.